Rồi ok, bật nhạc nè. Ok, thả bốn con lại trước này. Rồi ok. Lên em ơi. Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải Nguyễn Minh và Duy Khải. Chúc em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và ngày hôm nay thì theo yêu cầu của em ở bát 13 thì Khải cũng đã đạt 500 like. Hôm qua Khải định đánh rồi mà thông báo với em hôm qua Khải bị cúp điện em, nên là Khải không có đánh được. Hôm nay thì Khải vừa giao dịch cho bà Tăng một rương rồi. Bây giờ thì chuẩn bị chờ siêu phẩm thôi em. Hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với bát 14 và trong ngày hôm nay sẽ như thế nào. Và đây chúng ta cùng chờ đợi liệu siêu phẩm với bà Tăng Vlog hôm nay có hay không. Hiện tại bà Tăng đang trang bị cho mình một set may mắn 13 ba này, vẫn như cũ, u như kỹ anh em, không có gì khác cả. Đó, và kèm theo 70k phong duyên, cực kỳ chất, cực kỳ chất lượng anh em. Ui, từ anh em ơi, kiểu này Khải phải bói đồ nhanh anh em ơi. Nhanh này, vào tay shop này, áo shop này. Tại vì đồ con này rất nhiều. Ui, ui, trời ơi, khăn lôi cam không có gì nữa. Này bỏ nhanh này em ơi, tại vì đồ này rất khá nhiều. Này là đang xanh 4 con đặc biệt anh em, nên là mỗi con nó auto sẽ từ 4 ấy chết rồi. Deep game đợi tí nè. Ai chà chà. Deep game đi game. Rồi. Bây giờ Hải ơi, deep game đi game. Bây giờ lại. Ok ok. Rồi, bị deep game anh em ơi. Đó, cánh mày máy ngắn nhiệt độ. Rồi, quốc. Và bây giờ Khải sẽ tiếp tục bỏ đồ cho anh em xem. Nói chung là con này nó khá là nhanh chết anh em. Cảm giác nhanh chết mà, với lại là đồ ra khá là nhiều, nên là phải bói nhanh anh em ơi. Hiện tại bây giờ là trên này còn một con khui dây chuyền, một dây chuyền khắn lôi 8. Hiện tại đây là bát 14 nha anh em. Bát 14 rồi. Và mong rằng sẽ có siêu phẩm anh em à. Mong rằng sẽ có siêu phẩm. Khắn lôi 15 shop. Trời, khắn lôi. Ui, năm dòng cái nọ năm dòng không có gì luôn anh em ơi. Sơ sơ thôi, không có gì luôn. Hello 340 anh em đang xem livestream nha. Chúc anh em xem livestream vui vẻ lắm ơi. Shop này anh em ơi, cái này không có gì rồi. Áo. Khăn lôi 10 shop. Khăn lôi 10 shop. Cái áo này không bành khá đẹp nhưng mà là phục hồi cái 30 thôi. Cái này đỡ bán làm foil cũng được nè. 50 vạn chắc chắn sẽ có người mua. Đai lưng khăn lôi 13 shop luôn. Giày này thời gian cũng độc. Ôi, tóc thấp gơ nè. Cái này cũng đỡ làm foil thôi. Khăn lôi 6 shop. Khăn lôi 13 shop luôn. Cho 15 lái này 13 thóc á. Rồi, đai lưng 15. Bán này thì vứt cho xe thôi. Để làm foil thôi nè. Rồi, hiện tại bây giờ ở rừng bắt thứ 14 này thì cũng mong anh em ủng hộ Khải lên 500 like. Khải sẽ lên tiếp tục bắt 15 nha anh em. Chúng anh em cứ ủng hộ thì việc còn lại cứ đỡ Khải lo nè mà. Còn lại anh em nào cảm thấy ok, cảm thấy thích thì có thể donate ủng hộ Khải cho vui nè. Đó, vậy thôi. Hiện tại con này là boss siêu việt nha anh em. Con này là boss mới đúng không? À, con này boss mới nó hiện màu trắng đúng không Hải ơi? À, ok. Boss mới nó hiện màu trắng anh em ơi. Đó, nó khác biệt với boss kia. Chết trong 5 giây, đấy, chết rồi. Ông boss mới nó nhanh chết lắm hả? Chết nhanh lắm. À, ok. Hiện gì này nó rất mớ đồ anh em. Không kịp soi cho anh em xem luôn, rất quá trời anh em. Rồi, kháng độc 15 shop. Ôi, đai lưng ngon anh em ơi, đai lưng hợp kim. Đai lưng khá là đẹp. Sức lực nguồn lực kháng độc và chuyển hóa sát thương xấu. Đó. Lưng khá là đẹp. Khải chuyển một số đồ qua bên này. Xong rồi tiếp tục nhận đồ của con siêu boss anh em. Con siêu boss nó rất là nhiều đồ. Từ 5 đến 10 món ấy. Đó. Mới này nó làm foil được quốc qua này rồi bán shop. Rao bán, ngồi rao bán được 5-60 vàng chứ còn có người mua anh em. Đó, bù lại được với bù anh em. Và ngày hôm nay chúng ta ở bát 14 này Khải cũng xanh một rương nha anh em. 60 con. 60 con cho anh em xem. Đó, boss rớt này, lượm đồ này. Đó, lượm này, lượm này, lượm này, lượm này. Rồi, đợi con sát thủ nó chết nữa, bắt đầu là mình khui là đẹp nè. Đó, rớt đồ này. Ui, vũ khí. Hai cái vũ khí, hai cái phi đao. Rồi, khui. Anh em đang xem đừng quên một like chia sẻ nhanh anh em ơi. Hiện tại video này là bát 14 rồi. Ui, đồ khá nhiều. Mở, nhặt con kim anh em ơi, nhặt con kim nhanh. Rồi, ok, con kim có cho chìm với cái đao. Chìm với đao anh em ơi, không. Đừng quên một like chia sẻ nhiệt tình giúp Khải anh em ơi. Hiện tại khui một cái áo thời gian đọc 30, không gì shop anh em à. Một cái nón một dòng shop luôn. Một cái nón một dòng shop luôn.
Một cái áo thông pháp và thời gian chậm 30. Cái này shop thôi em ơi. Này không có gì, nói chung là làm phôi cũng được nhưng mà tầm này không ăn thua. Shop. Ôi, cái nón thông pháp 18 cái này đỡ làm phôi này. Đó. Đai lưng lúc nãy bói rồi. Một vũ khí lôi sát, không có gì luôn, 6 dòng, shop luôn. Một cái nón hở kim, sinh lực 38 cái này vứt em ơi. Sinh lực cao cao bán có người mua, tầm này không ăn thua rồi. Vứt cái nón này nha. Vũ khí một cái đao kháng độc, shop luôn 11 rồi, nhiệt độ tiếp tục. Mong sẽ có siêu phẩm anh em ơi, lần này là bắt 14 rồi, cố gắng kiếm siêu phẩm anh em ơi. Ok, hello anh em mới vô nha, hello mọi người nha, hello 500 anh em đang xem nha, shop anh em ơi. Đai hợp kim sinh lực cao, cái này đã làm phôi cũng được. Một kháng bành 22 gia truyền, ôi không có gì luôn, ngọc bội không có gì luôn, shop anh em ơi. Shop, cái này làm phôi rồi. Không có gì, ôi mà vứt đi, cho máy này lái lái được lạnh đó. Thông bày nhật hai con mọc anh em ơi. Một cái ngọc bội này, một áo này. Nó coi cái nào xài được nha. Khăn lông 19, ấy da. Khăn lông 19 ngon mà sinh lực thấp hơn cái của mình. Toàn shop thôi anh em, toàn kháng cao thôi. Mở bán shop này em ơi, bán cái này nha, áo bán này. Áo bán này. Ngọc bội kháng hỏa 15. Nón shop này, áo shop này. Rồi áo. Được Khải giao dịch ba cái đồ này qua anh em, ba nó đồ là chỉ có bán cho xe làm phôi thôi. Kháng lôi này, kháng hỏa này. Shop này. Sức mạnh này. Rồi, shop. Không dám cho này mà không dám cho nữa, tại vì cho thì chắc chắn sẽ có anh em đến xin rác á, xin rác rồi đâm ra lọn anh em, mệt lắm. Nên là bây giờ Khải không dám cho nữa. Shop áo anh em, kháng lôi 17 rồi. Nón kháng lôi 5 shop. Rồi khui. Ây cha, tù là phải kết tối nghiệt đào, phi dậy. Rồi. Hiện tại đây Khải đang lên bắt 14 nha anh em. Và hiện tại Khải vẫn đang nhờ bà Tăng Gia Lóc, một trong những cao thủ tống kim, auto top 1 trong những trận tống kim anh em cũng vừa xem trong buổi tối ngày hôm nay, thì bà Tăng cách biệt khá là cao, đánh quá là chất. Anh em có muốn xem thì có thể, có muốn thơ thì có thể bị em Hải Lê, Facebook Hải Lê nha anh em. Hiện tại bà Tăng đang cho mình một set máy bánh 13, anh em có thể xem lại một lần nữa để có thể thích thì có thể bị em và thơ Hải Lê đánh thôi. Một con sẽ 30 xu nha anh em, một con 30 xu. Đó. Đó. Hiện tại máy bánh sẽ máy bánh 13. Với 70k phúc duyên, cực kỳ chất nha anh em, cực kỳ chất lượng luôn. Active level thấp thôi, 81 là đủ đánh rồi anh em. Hello 530 anh em đang xem nha, chúc anh em một buổi tối xem là chim vui vẻ anh em ơi. Lụm này, rồi khui anh em. Không ăn lệnh bài phong độ khá không lại, tại vì khá nhiều rồi, vứt shop chặt chỗ anh em. Rồi, shop anh em, cái này kháng độc 1 mà thôi. Yo, kháng lôi 9 shop anh em, đôi giày kháng lôi 9 chẳng cái gì, sinh lực cũng lực thôi. Thời gian chậm 20, cái này bán phôi cũng được tại vì sinh lực cao. Bán xe cũng được. Một đôi giày không có gì luôn, shop. Một vũ khí một dòng shop. Nón. Rồi được một nón làm chậm 40, cái nón này được khoảng 2-300 xu, tầm này Khải nghĩ cùi anh em tại vì không có sinh lực. Khá là cùi. Được vài trăm xu một cái vũ khí rồi. Vũ khí kháng lôi 15, cái này cũng được cho xe đấy. Nón kháng lôi 17 shop nè. Rồi được 3 món làm phôi cho xe, nói chung là phôi cho xe thôi, còn không vip gì lắm nhưng mà phôi cho xe thôi nè. Đó, các bóc này khỏi chặt rương, các bóc này cũng bị nhật đồ. Nói chung vừa rồi chỉ một cái đai hợp kim ngon thôi nè, một đai hợp kim con này. Còn cái nón 540 này, nó tầm này khoảng tầm vài trăm xu thôi, không có nhiều. Rồi chuẩn bị nhật đồ. Một thiên tầm hiệu đái này, báo mục tiêu này, đường ngựa giáp này, toàn thạch giá trị. Uầy, có một nhẫn nha em, có một nhẫn cấp 10 nha. Tối hôm nay thì bà Tăng cũng cố gắng sang cho anh em xem, thì anh em đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ bà Tăng Vlog cũng như ủng hộ Khải nha em ơi. Rồi khui. Hiện tại tối nay ở bát 14 này Khải tràn sang với 60 con và mong rằng một là lên tiền, hai là xuống chó anh em. Chỉ cái vài thôi. Khui, cái đai lưng đầu tiên.
Ờ, kim chuyển hóa 5, đây lưng này cũng khá ok, có thể xe cũng mang được, không thì thôi, sức lực cao là được rồi. Năm áo hợp thời shop, áo kháng độc 13 shop, một cái tiêu, trời ơi sát thương không có tốc độ, trời ơi cái này phải tốc 30 nữa đẹp anh em, nhìn đẹp không, không có tốc độ vãi rồi, mất đi đâu một dòng rồi, có 4 dòng rồi anh em, khui đai lưng này cũng shop thôi anh em ơi. Trời ơi, nhìn tiêu tiết quá. Cái dòng sát thương 30, kháng độc 18, sát thương các kiểu. Áo thổ shop, áo thủy shop. Nhận kháng hỏa 10, shop luôn nè mày. Khui, khui, khui. Nhiệt độ, nhiệt độ. Nói chung là bà Tân thì phụ khả đánh em. Nói chung là bà Tân chỉ việc đánh thôi, còn khả chỉ việc nhiệt độ và bó cho anh em xem thôi. Khui nè. Khui nhanh nha, tại vì bà Tân tâm này đánh một lần 4 con á, không bó nhanh là không có đồ. Ôi đôi giày ngon nè em ơi, tóc có 26 thôi, khá tí nhưng mà ok, giày này khá mát rồi. Shop này ok, shop này, shop này, shop này, bó nhanh em ơi, tại vì đánh nhanh quá nên là phải bó nhanh. Rồi tiếp tục đai lưng này, không nói áo này, áo kháng độc shop này, kháng độc 20 không có gì nè em ơi. Gia truyền em chậm 20 đai lưng, lại là một đai lưng chuyển hóa sát thương, sinh lực nội lực, cái này không ăn thua. Shop một đai lưng kháng hỏa 13, sinh khí 8 và sinh lực 29 nữa nè, quá nhỏ. Shop nón kháng hỏa 18, cái này không ai xài rồi. Shop bỏng kháng hỏa 9, shop bao tay, shop rồi nhiệt độ. Hiện tại bây giờ là Khải nghĩ chắc khoảng hơn 20 con nữa nè, 20 con rồi đấy, cho qua khá là nhanh. Nên là ở video này mong anh em ủng hộ Khải đạt 500 like. Khải sẽ lên tiếp tục bắt 15 luôn trong buổi tối ngày hôm nay nha anh em. Hiện tại đây là bắt 14 rồi, phải mong là anh em ủng hộ. Nhẫn, nhẫn chống 20, khá là xấu. Ở đây một dòng shop, nón shop luôn, phi đao nội lực cao shop luôn, không có gì. Làm chậm 20, ok. Phá tiên trì, áo chờ lấy thêm con này nữa. Đây này, một ơi hai gia truyền hợp kim em, một cái đao, hai cái vũ khí. Chà chà, ngon 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 ngon. Rồi từ từ gã Hải, đủ nhanh quá Khải. Rồi ok, đài rương đợi tí nè em ơi, bỏ đi này. Hiện tại bây giờ Khải nhặt cái pha này rất là nhiều đồ, để xem hai cái vũ khí, ba cái vũ khí luôn. Khui, trời ơi cái bọn bằng sắt đẹp xấu dòng anh em. Trời ơi bằng sắt 70 dòng 3 mới đâu chứ. Tiếp tục, trời ơi lại một cái bọn sát thương không có tốc độ, what the hell. Đẹp anh em, sát thương 26. Tiếp tục đao, một cái đao sát thương 2 điểm dòng 1, shop 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 shop, cái đao này quá cùi. Một áo kháng lôi 5, shop giày ơi, giày ơi, giày kháng hỏa 2 anh em ơi. Trời ơi cái bọn nhìn đẹp quá mà không có tốc độ anh em ơi. Cái này chiền chèng theo cái dòng tốc độ 30 nó có tiền anh em. Khui nón shop, giày này là ok nè, cũng là dạng siêu phẩm rồi ấy. Tóc 26, sinh lực cao, nón shop. Dây chuyền ơi, dây chuyền không có kháng tất cả, sức mạnh 18 ván nồi. Một cái chì kháng lôi 12, sinh lực cao. Nhẫn này bói rồi, vũ khí này rồi, nhẫn dưới này rồi, ngọc bội rồi. Tiếp tục là một cái dây chuyền không có gì nè mày. Ok toàn rác thôi. Được một số đồ là Khải đỡ chuyển qua người khác nè. Giày này siêu phẩm đổi lại này, nói chung giày này cũng khá là đẹp ấy. Đai lưng này, ba cái này giá tẩu rồi nè. 1, 2, 3, 4 rồi ok. 1, 2, 3 rồi tiếp tục. Hải cái đánh này xong rương rồi Hải ơi. Ok, okay nhặt tiếp. Kim của bọn hai cây vũ khí. Tiếp tục này. Ui, 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 đồ rất quá nhiều, đồ rất quá nhiều. Ok bói luôn em ơi, đợi anh em chờ đợi. Tại Hải đánh khá là nhanh là Khải phải bói nhanh anh em. Đó, vô. Tiếp tục sẽ là cái phi tiêu đầu tiên, lại là sát thương kháng độc 23, quá đẹp không có tốc độ, what the hell. Hôm nay nhiều cái sát thương đẹp mà không có tốc độ anh em ơi. Tiếp tục đôi giày coi, một đôi giày kháng độc 11 và tóc 15. Cái này thì shop thôi anh em ơi, không ai xài rồi. Quá cùi, gia chiên này, gia chiên. Trời ơi, kháng độc 25 không có kháng tất cả. Vãi nồi, gia chiên đúng đẹp luôn em, sinh lực 75 này. Trời ơi.
Cái này mà kháng độc mà cái dòng thể lực mà thành kháng cả 11 hay 17 đẹp luôn anh em. Tiếp tục vũ khí. Vũ khí này sát thương này lại bói rồi. Tiếp tục là một cái sát vũ khí sát thương 5 từ cái bóng. Không mình thua. Bóng này shop thôi. Áo đai kháng lôi 1 shop. Một cái áo kháng lôi 1 anh em ơi. Shop. Ngọc bội xấu dòng 5 dòng, không có gì luôn. Bao tay kháng lôi 5 shop. Một tay kháng lôi 7 shop. Hai nhẫn này bói rồi, tất cả chuyển qua đồ cho con này. Nó gom đồ anh em. Không dám vứt nữa anh em, anh em đừng có đợi Khải làm gì. Khải không có vứt đồ nữa đâu anh em ơi. Khải vứt đồ là anh em đứng phá quá, nên là Khải không có nhận được gì hết. Ba cái bóng này vứt cho xe này. Hai cây siêu phẩm sát thương mà không quay tốc độ. What the hell. Rồi, đầu có thể giao dịch xong nhặt đồ nè. Khui. Hiện tại hello xin chào tất cả 700 anh em đang xem livestream và với Khải chúc anh em một buổi tối xem livestream vui vẻ em ơi. Và tối hôm nay Khải sẽ khai đăng 120 con boss và ở thời điểm hiện tại bây giờ thì đã trôi qua khoảng 30 con rồi. Và Khải chưa vẫn thấy cái gì em ơi. Có hiện có vài cái vũ khí sát thương khá là ok nhưng mà Khải chưa thấy có cái dòng nào tốc độ cả anh em. Nói chung là mong nó sẽ có một cái siêu phẩm gì đó để có thể bù lại những thời gian qua. Khải chưa vẫn được món nào siêu phẩm luôn em. OLED thì được một gia truyền kháng cả 18 mà tổ kháng banh 25 và sinh lực trên 100 cực kỳ chất lượng. Không biết hôm nay Khải có được may mắn như OLED hay không đây. Và mong rằng sự may mắn của OLED sẽ truyền qua cho Khải trong buổi tối ngày hôm nay. Vô khui. Ok khui nhanh anh em ơi, tại vì hai con kia gần chết rồi, từ một con kim chết đã, con kim này chết khui luôn anh em. Đó không một, hiện tại Khải đang thấy một kim đang khá là chuẩn bị chết rồi. Mít à, ok mít thì khui luôn anh em, mít rồi, con kim nó chết không có một món đồ nào là mít anh em. Đai lưng, một đai lưng hở hở không có gì, cực kỳ là xấu luôn anh em, shop. Giày một dòng. Hả? Có người donate trong mặt kìa. Ok rồi Khải tí nè em ơi. Shop kháng banh shop. Ôi kháng banh 19 shop luôn. Shop luôn nè em ơi. Rồi ok. Ơi giao dịch donate cho nè Khải ha. Ok để em nghe một điện thoại. Alo anh em ơi. Ồ ai gọi không thấy trả lời ta. Lô Alo. Ai mà ta? Không thấy trả lời anh em. Lô, anh em này chắc bị gì rồi? Không khả nghe luôn anh em. Không lấy thì thôi mai nhé Khải. Ok anh em. Ok mai cũng được, không sao. Vui là chính nữa, có người donate nhưng mà nãy giờ đồ nhặt nhanh quá anh em, là Khải không có thể nào đọc được comment anh em à. Rất là nhiều tại vì một lần sang bây giờ đã 4 năm con anh em. Nên là cái thời gian nó trôi qua khá là nhanh. Nói chung là Khải muốn ở cái bát 14 này gần 800 anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Đừng quên cho Khải một like và một chia sẻ. Và cố gắng giúp Khải ở video bát 14 này. Khải up lên sâu. Khải sẽ up lên sâu một video nha nè. Và mong rằng anh em ủng hộ Khải 500 like. Đạt 500 like Khải sẽ tiếp tục lên bát 15 luôn nha anh em. Nói chung là anh em cố gắng ủng hộ thì Khải sẽ cố gắng đạt đánh cho anh em xem là bát 15 luôn. Tại bây giờ thì Khải đang đánh bát 14 nha anh em. Và trả anh em bát 14 tại vì là bát 13 của Khải cũng đạt 500 like rồi. Và Khải xin cảm ơn anh em rất là nhiều thời gian qua là luôn ủng hộ những video tiếp theo và những video lần bài bot này của Khải đạt đều 500 like cả. Khải xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Và cũng không có gì hơn, chỉ mong anh em luôn ủng hộ Khải. Và những vấn đề nào anh em có muốn góp ý thì có thể inbox riêng cho Khải và đỡ Khải cố gắng khắc phục nha anh em. Và ok, tầm này cũng khá là khuya rồi và mong rằng 800 anh em đang xem video, chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha em ơi. Đây hiện tại bây giờ Khải đang thấy một con hỏa này, con mọc chuẩn bị chết em, hỏa mọc bị chết em. Hai con này chết thì Khải bắt đầu khui là đẹp anh em, khui đồ là đẹp anh em. Hiện tại bà Tăng đang đánh giùm Khải anh em. Bà Tăng là một trong những cao thủ tống kim auto top 1 thời hiện tại bây giờ. Thời trước cũng vậy. Thì anh em có muốn bà Tăng đánh thì có thể bị em Facebook hại lê nha em. Facebook hại lê không giấu đó. Thì anh em có thể bị em Facebook hãy lên một con sẽ tầm 30 xu tiền vàng anh em tự bỏ anh em. Cứ bà ta đánh thôi cho anh em thôi. Hiện tại bây giờ mới một cái áo thôi anh em, tâm này chưa khui được. Khải đủ rương anh em, ráng đủ rương khui luôn anh em. Chịu khó tới anh em giờ hên xui mà. Hello Tùng Phan Minh, hello Huân Nguyễn, hello Quốc Hữu,
Hello Triệu Nguyễn, hello Lâm Vân, hello Hữu Thắng nha em ơi. Rồi, khui. Gần chết rồi em ơi, còn một tí máu thôi. Khui này. Ở kim, thổ thủy, kim thổ thủy mọc bốn con một chỗ nè. Nhiều kim mít rồi ta. Rồi, khui nha anh em. Ôi dạ, dạ, đồ khá là nhiều. Đồ khá là nhiều. Ok. Dày, ôi chà, đai lưng. Lưng xốp này. Rồi, khui. Ở còn một con thổ cuối cùng rồi. Áo, một áo làm chậm 20, xốp. Khăn lôi 11, nón xốp. Giày 39, khăn động 11. Giày này bán cũng được 5-70 vạn anh em. À, bao tay khăn động 11, xốp. Một vũ khí khăn lôi 13, sinh lực cũng ok ấy. Giá chiền khăn lôi 5, xốp. Thể lực 7, xốp. Đại lưng kháng hỏa 5, xốp. Áo này không phục hồi nè, mà áo này chỉ xốp thôi, không làm gì gì luôn á, xốp. Khăn lôi 13, kháng hỏa 15, xốp. Khui này có 21 đao này, 1 chùy này, 1 nón này, 1 nón này. Khui luôn nè. Tiếp tục sẽ là một cây đao, tiếp tục sẽ là một cây đao. Đao hỏa thủy đúng không? Đao hỏa thủ hay thủy? Thủ nè mày. À, nỗ lực 103, không có gì shop. Nón khăn banh 1, shop. Giày này bói rồi. Một cái chi sinh lực cao thì giống độc 30. Khăn banh 4 này shop này mày, không được gì luôn. Chỉ được sinh lực thôi. Tu la phật kết hợp thổ khăn banh, cái này không ăn thua, shop. Khăn lôi 3, shop. Khăn lôi 13. Cái này shop này mày, shop này. Khăn lôi 13, ok, được vài cái khăn lôi 13. Sau này nhiều khăn lôi 13 mà ta. Này bắt 14 rồi mà, đâu còn bắt 13 đâu mà, cứ khăn lôi 13 miết mà trời. Này để ý mấy cái khăn lôi 13 nè. 1, 2, tiêu. Được khả giao dịch ít đồ qua bên này, nó khó chặt rừng nè. 13 nè. Khăn động nè. Đại lưng khăn lôi nè. Dây này đỡ lại nè. Bói luôn gia truyền với cái vũ khí. Dây truyền shop. Vũ khí shop luôn, hai cái shop luôn. Rồi, chờ đồ con tiếp theo thôi. Hiện tại Khả đang đánh bắt 14 nha năm. À, anh em đang xem thì ủng hộ một like, một chia sẻ giúp Khả anh em ơi. Đã bây giờ còn 2 thủ. Thủ thủy. Bên con em động khá nhiều đồ rồi. Đồ ba đồ rác thôi nè, sinh lực lực thôi. Sinh lực cao cho xe thôi. Cái này shop này. Shop này, shop này. Rồi, chờ tiếp tục. Thủy, con này thủy này, ngoài thủy nón, nón ngọc bội đại lưng. Bội luôn hai con thủy này, không có vũ khí hoán thua rồi. Không có vũ khí hoán thua rồi. Đợi hết phút hết cái tiền thổ lộ hay quên hết cái quá tự với Thiên Sơn chưa báo nha Hải ơi. Còn. Ok. Kháng họ chín này, shop này. Shop này. Ok. Kháng hỏa 19, cái này không ăn thua rồi, shop luôn. Đại lưng thủy này. Nè, kháng hỏa 5, chóng 20, sinh khí cái này, shop. Được vài cái thôi anh em. Đây, nãy được đại lưng này khá đẹp anh em. Đại lưng này nếu mà chơi năm hành theo áo thủy thì chỉ có ông thêm áo thủy. Áo gia truyền thủy, chung năm hành này cũng hơi canh. Nhưng mà khá đẹp quá. Giày này thì của cái ban thiên nhẫn nè. Giày này cái ban thiên nhẫn 40-17, tóc 26 với sinh lực khá ok, khá là đẹp. Đây hai cái tiêu sát thương rồi. Rất tiếc không có tốc độ nè. Nhìn đẹp ghê luôn. Rồi tiếp tục. Khui. Cố gắng siêu phẩm ơi, thổ anh em hiện tại đang 4 con thổ nè em ơi. 4 con thổ một chỗ nè em. Kiếm cái gia truyền khá tất cả coi. Mong rằng sẽ có gia truyền khá tất cả chỗ này anh em ơi. Tại 4 con thổ đang mang vào rất gia truyền là đẹp nè. Gia truyền là có nguy cơ sẽ rớt khá tất cả. Kiếm nhà khá tất cả 20 là thổ nào anh em. Mấy con thổ này rất khó đánh, rất là lâu. Anh em thấy không? 1, 2, 4 thủ một chỗ nha. Một thủy, một mộc.
Đại bơ tơ chỉ hai bơ tơ thôi em, khai với bà tặng thôi. Ơi. 140 đó. 130 tùy người. Rồi, lụm này, rồi coi ai có một dây chuyền này. Hai dây chuyền. Rồi, đợi tiếp anh em ơi. Đây chuyền thổ thấy ngon rồi. Nóng thủy shop rồi, nóng thủy chắc không ăn thua rồi. Nóng thủy là không ăn thua rồi. Chờ xong hai con thổ này khui luôn nha anh em, chờ xong hai con thổ nha anh em. Mấy nghìn cầu, cầu cho đôi anh hương tìm thấy nhau. Nghe nghe hãy ơi. Cúp điện này, cúp điện này. Hả? Ai cúp? Ok, đừng cúp điện rồi. À, đây đây chờ hai con thổ này em ơi, mong hai con thổ này nó chỉ cần ra gia truyền thôi, gia truyền càng nhiều càng tốt. Thổ chỉ mong là rất gia truyền kháng cả thổ thôi nè, chứ thổ nó chẳng được gì, áo phục hồi thổ thì hơi căng. Siêu phẩm rồi, chắc cao rồi, siêu phẩm kháng tất cả 20 thổ coi. Siêu phẩm cái tất cả 20 là thổ coi. Hai người thổ chết này. Tại đây là bát 14 rồi nha Nam. Bát 14 rồi. Sau video này nếu không không ai phá thì phải tiếp tục lên bát 15 luôn. Ôi nhạc này, nhạc này, nhạc này phá kết quan tiêu trời ơi. Thổ mà nhiều nhiều vũ khí vậy. Khui nhanh. Thổ nhiều vũ khí vậy. Nón thủy shop anh em. Dây chuyền thủy shop. Áo shop. Khăn lôi 15 sinh lực shop shop. Một cái nón khăn banh shop. Rồi áo đẹp anh em ơi, không phục hồi. Trời ơi cái áo này mà phục hồi 40 là khá xài luôn anh em. Sinh lực lực cao ngon cơ. Hơn 100 rồi shop. Giày lại là 19-20 kháng độc. Ui cha. Áo khăn banh shop. Vũ khí không banh thì shop rồi. Giá truyền kháng lo 11 rồi shop luôn. Nón không banh shop. Lôi sắc ngoại công không banh 15 shop. Không banh 5 lôi sắc shop shop. Cái này không anh thua nè mày. Rồi tiếp tục con tiếp theo. Rồi xong rương. Xong rương. Còn bao nhiêu con nữa Hải ơi? Cho anh em thông tin. Còn nhiều con Hải ơi? 10 con nữa em ơi. Hiện tại bây giờ là 50 con rồi. Mà cảm giác chưa có gì anh em ơi. Nếu mà ok xanh như thế này không ai phá, Khải tiếp tục lên rương thứ hai. Sẽ làm tiếp tục bát 15 đó. Anh em trong buổi tối hôm nay là anh em đều được xem trực tiếp. Thì anh em đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ anh em ơi. Và ngày mai Khải sẽ up lại nha anh em. Ngày mai Khải sẽ up lại và anh em đừng quên ghé ủng hộ đủ 500 like. Khải sẽ tiếp tục lên bát 15 và bát 16 luôn. Lần bài phong độ Khải không lái anh em ơi. Khá nhiều lắm. Đây hai cái vũ khí. Trời ơi sát thương 1%. Ây 1 điểm vãi chưởng. Shop. Kháng họ cái này không ăn thua shop. Kháng độc 5 shop. Bao tay. Tay coi cái lỗ mình có chưa ta. Ây bao tay mình 19-20 rồi. Shop bao tay. Ây cái vũ khí, cái vũ khí. Trời ơi, kháng độc đúng một dòng shop. Đó, hai con thổ, hai con thổ. Hải vừa thông báo còn 10 con nha Nam. Hải vừa thông báo còn 10 con nha Nam. Hai con Khải đứng hai bên làm đứng thì giao dịch luôn cho nó nhanh. Hai con kim, ba con thổ. Ui, bốn con thổ một chỗ kìa. Rồi, tối nay tính ra thả 60 con mà hết, Khải nghĩ hết 12 con thổ rồi anh em. 12 con thổ rồi.
Vãi chưởng. À đờ. Họ ơi. Kháng cả 20 thổ quá nào. Hiện tại server chưa có ai có cho chuyện kháng cả 20 thổ nè. Nếu mà ra là đẹp luôn em. Hiện tại giao diện đẹp nhất vẫn là của OLED với 18 kháng tất cả, 25 kháng băng và 100 sinh lực. Quá đẹp, giao diện nó quá đẹp. Giao diện đó nếu mà gặp đại gia phải hơn 10 củ nè. Nếu mà gặp dân chơi biết chơi và server có đại gia thì giá nó sẽ hơn 10 củ. Mà không biết OLED bán được chưa. Rồi nhiệt độ. Thổ này, lần này thổ chấp một lần 4 con nè. Kiếm nè. Trời ơi. Thổ mà ra kiếm rồi. Thổ mà ra kiếm cho nó thì shop rồi. Phi đao với kim phải con kim vừa chết ông ta. Như phi đao vừa Phục duyên kìa. Phục duyên. Đấy con kim chết. Rồi ok ok. Con kim có được một cái kích. Một phát thành kích. Rồi ok khui. Mong sẽ siêu phẩm ở khu vực này nè em ơi. Còn vài con cuối thôi. Đầu tiên sẽ là cái nón. Thời gian nhúng độc 40. What the hell. Sinh lực cao mà kháng băng ở 2 à. Thôi cái này chắc shop thôi nè em ơi. Dùng 2 này chứ. Shop. Kháng độc 23. Trời ơi. Sinh lực cao. Shop. Kháng băng 3. Shop. Kết này kết này kết này kết này. Lôi sát 6 dòng này nọ 5 dòng mà không có dòng gì luôn em. Kháng băng 15 thôi. Shop. Trời ơi, sát thương vật lý 1 điểm. No 1 server. Vãi chưởng, sát thương vật lý 1 điểm nè. Áo. Kháng độc 11. Kháng độc 11. Sốp. Một cái kiếm ở thổ. Kháng băng 2. Mắt nhỏ. Sốp. Ngọc bội này. Kháng độc 10, kháng độc 10 cái này bán cho xe vẫn chạy được, vẫn được vài chục vạn, 50 vạn cũng có. Rồi cái tiêu cuối cùng, tiêu cuối cùng hợp kim. Ôi cái này hợp thổ rồi, sát thương cao, đây là làm phôi. Sốt. Vậy này, cỡ này có rồi. Kháng độc 10 của anh thua, sốt luôn này. Vậy tóc 15 cái này đó nhưng nhiều xe khá thiếu hay sao. Cái bờ đầu to nè. Cố lên em. Kiếm cái siêu phẩm coi. Gần xong rồi, sát thương 100 no 1 nè. Hồi giờ mới thấy cái cây mà sát thương vật lý 1 điểm nè. Vãi rồi. Ok, vứt qua cho con người mì ít đồ nè. Có chặt rương. Cái này do xe thôi. Mấy cái tiêu này, thì sát thương vật lý thôi em. Cái này thì đỡ làm phôi thôi. Nếu mà được thì đỡ bán sau này làm phôi ép đầu tím thôi. Ở này chỉ được hai món thôi em, hai món này thôi. Mà hai món này không thua, cái dây này chắc khoảng vài kim. Dây này mát mà, khoảng vài kim. Kháng băng 17 thì hơi thấp. Kháng băng này 17 cũng dạng như tầm trung rồi. Không phải gọi dạng VIP nhưng mà gọi tầm trung em. Dây đó khá đẹp rồi. 14 đâu 26 640 17 sinh lực một lực. Rồi tiếp tục. Tại bây giờ thôi, nãy bao nhiêu phút rồi? Nãy giờ đánh khá là nhanh. 35 phút thôi em. 35 phút trôi qua rồi. Một cái dây chuyền này, vũ khí này, 35 phút trôi qua rồi. 35 phút trôi qua hết chưa Hải ơi? Ok, chắc còn vài con nữa đúng không? Ok. Rồi nếu mà còn số con này mà không có gì là như là xong luôn em, xong bắt 14 luôn em. Với 60 con, tầm này lên bài cũng khá rẻ. Với 60 con thì Hải tính ra cho anh em xem làm hai món đồ này đó. Ở xem ở cái bát này thì lên bài nó khá rẻ. Nên là Khải đánh luôn một lần hai bát anh em. Bát này Khải mua dao động gần 160, 140.
nhân cho 60. Tấm bát này tính luôn tiền dạng thì bát này khoảng tốn 12 kim anh em, gần 1 triệu. Bát này gần 1 triệu thôi, hơn 12 kim một chút. Ok anh em đừng quên cho Khải một like và chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Gần 800 anh em mọi người ủng hộ Khải một like giúp Khải anh em ơi. Ok cảm ơn em rất là nhiều. Lâm này đã phong đao này, nhẫn này, giày này. Rồi được chết 2 con anh em, 2 con gần chết này. 2 con này gần chết rồi, khui đồ ơi. Ôi dùng đam khá là nhiều. Dây chuyền nè, đai nè, chết này. Rồi áo với nón quen thua rồi. Rồi khui. Nói chung sang boss chỉ mong vũ khí với lại dây chuyền là đẹp anh em. Vũ khí dây chuyền là đẹp. Nón chuyển hóa sát thương sinh lực kháng độc 16. Ôi cái này không được, cái này mà sinh lực 138 là lực 138 mà mày ra có người xài anh em. Shop áo shop áo shop nón này thời gian động shop và nhặt cái này trì này. Kinh Mân Đào Phú Mây khui không bình 19 đẹp mà không có gì nên mà sốc. Trời ơi. Sinh lực 78 sốc. Nó lôi 15 cho xe thôi. Rồi người bỏ 520. Áo khăn banh 21 sốc. Phi đao 1 dòng anh em ơi, sốc. Trời ơi cái đao 6 dòng. Khăn lôi sát khăn banh thời gian cũng động. Ui. Quát cùi. Sốc. Gia truyền sát lực 52. Sốp sốp sốp. Sốp. Dây thương pháp 6 sốp. 120 không lôi. Nói chung là mấy cái đồ kháng lôi này nè. Kháng lôi này có thể bán 5-70 vạn có người mua ấy. Xe nghe mi rất là cần. Rồi con này con cuối đúng không Hải ơi? Rồi con này con cuối của bán 14 rồi. Không biết như thế nào đây. Chết rồi. Kiểu này chắc tối nay ra đảo ngủ rồi anh em ơi. Tối nay ra đảo ngủ rồi anh em ơi. Còn cuối cùng thấy một gia truyền nha. Thấy một gia truyền nha. Rồi được Hải vô lấy thêm lệnh bài anh em ơi. Chờ tí. Và đây là con boss cuối cùng trong ngày hôm nay. Con boss là ở bát 14 này. Và mong rằng nó sẽ ra cái siêu phẩm anh em ơi. Tại vì Khải chưa được món nào luôn. Gia truyền. Trời ơi shop anh em ơi, gia truyền không có gì luôn. Mong vào gia truyền thôi mà không có này. Shop thì giống độc 20. Sinh lực nỗ lực cái này phục hồi sinh lực 3. Có thể bán được 100 vạn. Rồi ui áo này không phục hồi anh em ơi, khá tiếc. Ok, đợi tới Khải đi lấy lệnh bài làm lên bát 15 luôn nha anh em. Ok anh em nha, cái bát 14 này thì chắc chắn là Khải sẽ tạm dừng chỗ đây rồi. Và nói chung là hơn 60 cái anh em ơi. Hơn 60 lệnh bài rồi. Mà Khải chỉ được một cái đai lưng này chỉ khoảng tầm vài trăm xu thôi, khá là cùi. Và lại một nón là 140. Mà không có gì chắc cũng vài trăm xu thôi. Cái dây này Khải nghĩ chắc cũng được 2-3, 2-4 kim thôi, không có nhiều đâu anh em ơi. Chỉ tầm 2-4 kim cái dây này thôi. Dây này mát, ộp nhưng mà tóc 26 cũng gọi là tầm ổn. Sinh lực. Rồi ok. Khải giao dịch xong cái này xong rồi vô lái tiếp lên rương thứ 2 anh em. Sẽ lên bát 15. Đó, Khải sẽ chia ra làm 2 bát tại vì từ nhân vứt bên này luôn. Chị chúc nhà Hải ơi. Để vô lái lên bài nè. Đây. Ngọc bòi 520. Đây được rồi. Ở bát 14 này thì Khải sẽ up lên video sau nha anh em. Khải up lên video sau và anh em gì ghé ủng hộ 500 like. Khải sẽ lên luôn bát 15. Đây ngọc bòi đúng không? Trong này ngọc bòi 520. Rồi lái đi. Rồi đứng vô lấy lệnh bài. Ok nói chung là bát 14 là nói chung là cảm giác bát 14 là không được món nào anh em ơi. Chỉ được vài trăm xu thôi. Hết 13 kim. Hết 13 kim mà Khải nghĩ bán là chắc được khoảng 2-3 kim thôi. Không có nhiều.
Bắt này sẽ là 60 cá tiếp tục này. 1 cá 2 này. Đó, tiếp tục rừng thứ 2 nha anh em, tiếp tục rừng thứ 2 nha. Đây bật con tù lên. Đấy, không đỡ anh em chờ đợi lâu. Lên lên. Ta bây giờ đang tranh thủ nè mày. 1 2. Ôi chật luôn rồi. Đây Hải ơi, giao dịch, giao dịch. Ui. Ôi. Chạy đâu ra đây bà ta. Anh em lại tới Khải ngừng video này nè mày. Khải lên video khác. Rồi, tiếp tục làm video khác. Đâu, giao dịch ăn nào đây, giao dịch ăn nào đây.